Rồi, xin chào tất cả anh em đến với channel của Nông Dân Làm Giàu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung được anh em quan tâm rất là nhiều và anh em hỏi mình rất là nhiều về cái việc mà tách chim bồ câu non từ chim bồ câu bố mẹ thì mình tách như thế nào. Cái điều này nó đặc biệt quan trọng đối với những anh em mà đang muốn nhân đàn ấy, như là anh em nào mà đang nuôi 100-200 cặp mà mình có dự định mình nhân đàn lên vài trăm cặp hay là 1000 cặp á, thì cái việc này là cực kỳ là cần thiết luôn anh em. Ở trên mạng xã hội thì người ta không có chỉ đâu anh em, người ta không có chỉ cái cách mà nhân đàn như thế nào đâu. Nhưng mà ở cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì mình luôn muốn hy vọng là tất cả những anh em mà khởi nghiệp, anh em đang nuôi chim bồ câu thì các anh em đều thành công cả. Thì mình không có giấu giếm bất cứ thứ gì cả. Thì mình luôn hy vọng là những cái kỹ thuật của mình học được thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em để mình cùng nhau mình cùng phát triển. Thì bây giờ thì mình sẽ đi vào nội dung luôn. Thì chim bồ câu mới ban đầu á thì là do bố mẹ nó nuôi, thì lúc mà quả trứng nó nở ra anh em. Đây này. Đây con chim bồ câu non, đây là chim mới nở nhé. Thì bố mẹ nó đang còn nuôi. Thì ở đây đi, chim non rất là nhiều này nhé, chim non rất là nhiều. Ở bên cạnh đây là chim bồ câu đa ràng cũng đang to này. Những cặp này là gần làm thịt được rồi đó, hoặc là những cặp nào làm giống mình có thể tách được đó. Thì bây giờ anh em tách nó như thế nào? Thứ nhất là chim bồ câu từ lúc nở ra đến khi mà mình bán bồ câu đa ràng hoặc là chim bồ câu trưởng thành ấy, thì khoảng từ 25 đến 30 ngày là mình đã bán bồ câu đa ràng rồi. 25 ngày đi là chim bồ câu là trên năm lạng đúng không anh em? Nhưng mà anh em đặc biệt lưu ý đến với những cái cặp nào, những cái con nào ấy, mà mình có thể tách, mình làm giống được, nghĩa là mình không bán chim thịt á. Thì loài nào cũng vậy thôi, khi mà từ chim bố mẹ đẻ ra thì sẽ có những con ưu tú, như là mình nuôi, mình trồng bầu, trồng bí ấy, thì sẽ có những cái quả nó to đẹp thì mình sẽ lựa làm giống đúng không anh em? Thì nuôi chim bồ câu cũng vậy, nó sẽ có những cái con ưu tú và mình sẽ lựa làm giống. Tuy nhiên không phải tất cả nhé, tuy nhiên không phải tất cả 100% là con chim bồ câu bố mẹ đẻ ra mình đều có thể làm giống được, cái chuyện đó là không có đâu anh em. Nếu mà anh em mà cứ nghĩ là 100% mà đều có thể làm giống được thì anh em đã mua phải chim thịt về làm giống đấy. Thì bây giờ mình nói luôn là những cặp nào mình có thể làm giống được, mình có thể làm giống được nhé. Đối với những anh em nào mà đang mua chim về mà có ý định nhân đàn á, thì đây bên này có rất nhiều chim mà lớn đây anh em. Đây đi, đây này, con này thì mình có thể làm giống rồi anh em này. Con bên ngoài thì không được nhá anh em. Tại vì mình trong nghề lâu rồi ấy, thì mình sẽ biết được. Đây mình sẽ bắt nó ra cho anh em xem luôn này. Mình sẽ bắt con bên trong ra cho anh em xem luôn là tại sao mình sẽ có thể làm tách đàn nó ra mình làm giống được. Rất khỏe nhá anh em. Em thấy nó rất khỏe không? Thì đây, đây anh em để ý kỹ này. Đối với những cái con á mà mình có thể tách đàn mình làm giống được, anh em để ý kỹ này. Cái lông của nó này, cái lông của nó rất là mượt. Anh em để ý kỹ nhá. Thứ nhất là cái lông của nó phải rất là mượt. Cái mỏ của nó này, anh em thấy nó hồng hào không? Cái mỏ của nó phải thật là hồng hào và không có dị tật nhé. Nó không có quặp sang một bên hoặc là nó bị quắm xuống. Và cái mỏ của nó phải thật là đẹp, lông của nó thì phải là mượt và nó khỏe mạnh nhé. Anh em thấy con này tuyệt vời nhé. Con này là
làm giống là ok đấy. Đây. Khi mà anh em mà nuôi chim bồ câu quen á thì anh em chỉ cần nhìn nó thôi là anh em đã biết được con nào trống con nào mái rồi. Đối với những con chim bồ câu ra làng như thế này á, mình với kinh nghiệm của mình thì mình không cần cầm đến nó, mình vẫn có thể biết là con nào là con trống, con nào là con mái. Chính xác đến khoảng 99% nhé. Còn những cặp nào mà nó lưỡng tính thì thôi. Còn mình có thể chính xác đến mức độ như vậy để cho anh em xem. Thứ nhất là anh em để ý không? Đây này, hai con bồ câu đây này. Hai con bồ câu ra ràng này là hai con mái hết nha anh em. Đây, hai con bồ câu bên trong ra ràng ấy nhá. Hai con dưới nhỏ là con mái hết nha anh em. Mình khẳng định với anh em đó là hai con mái đó. Anh em biết tại sao không? Những con trống á là cái mỏ của nó không có nhọn mà nó quặp xuống đâu anh em. Rồi mình cho anh em xem thử con trống qua nè. Đây anh em nha, anh em xem thử con bên này này. Nó không có nhọn hoắt đúng không anh em? Nó với lại nó cũng không có quắm xuống. Còn đó là chống chắc luôn á. Còn lúc mà nó còn nhỏ thì anh em chắc chắn là không thể nào mà dựa vào cái lỗ mũi của nó được rồi. Khi mà to lên thì mình nhìn là con trống của nó thì lỗ mũi to. Con mái thì lỗ mũi nhỏ. Tuy nhiên mà khi chim bồ câu ra ràng thì đa số lỗ mũi con nào nó cũng như nhau á. Thì mình không thể nào mà dựa vào cái lỗ mũi của nó được. Và mình dựa vào cái mỏ của nó. Dựa vào cái mỏ của nó anh em nhé. Con nào mà dài thiệt dài này, mà nhọn á, đó là con mái anh em. Còn con trống của nó thì cái mỏ của nó to hơn, nó tù hơn. Đó là con trống nhé. Đó là những cái mình dễ nhận biết nhất. Và tỷ lệ chính xác của nó rất là cao. Còn bây giờ mình đi sâu lại cái vấn đề là chim bồ câu tách chim bồ câu, lựa giống chim bồ câu đó. Thì khi mà anh em lựa chim bồ câu thì anh em phải để nó 30 ngày đến 35 ngày anh em mới tách nó. Đối với những cặp nào làm giống á. Còn anh em nuôi chim thịt anh em 25 ngày là anh em đã tách được rồi. Thì đây, đây là chim bồ câu. Đây nha nhá. Bây giờ cặp này là mình mới tách này. Con này là mình mới tách ra này anh em này. Anh em thấy đẹp tuyệt vời không? Rất tuyệt vời luôn. Khi mà anh em tách nó ra, anh em có một cái phải lưu ý thêm. Đó là cho ăn như thế nào. Đúng không ạ? Cực kỳ quan trọng luôn. Nghĩa là chim bồ câu tầm khoảng 30 đến 35 ngày á, khi mà anh em để trong này này, nó đã bắt đầu tập ăn cám rồi nhá. Nó đang bắt đầu tập ăn cám. Tuy nhiên khi mà nó mình tách nó ra đây thì nó không được cái sự chăm sóc và chở che từ cả bố mẹ. Thì mình phải chăm sóc như thế nào để nó có thể sống sót được. Chứ anh em nhiều anh em tách ra là nó chết nhá. Nó bị gầy từ từ, nhịn ăn rồi chết. Chính vì vậy anh em phải tách như thế nào. Bây giờ mình nói luôn, đối với những cặp mà anh em tách ngày đầu nhá, khi mà anh em nó còn ở bố mẹ đi, anh em tách nó sang bên này thì ngày đầu tiên anh em không cho nó ăn, tuyệt đối không cho nó ăn ngày đầu tiên nha. Và ngày thứ hai anh em cho nó ăn thật ít, anh em cho nó ăn thật ít thôi anh em nha. Có thể là đối với những con chim khác mình cho một gốc một nắm này đi, thì nhưng mà đối với cặp chim mình mới tách nhá, mình cho một nửa thôi, một nửa, một ngày cho ăn một lần thôi nha. Anh em đừng có ham cho nó ăn để nó mau lớn nha. Rồi một tuần sau thì anh em mới cho nó ăn đúng bữa. Cho nó ăn đúng bữa nha. Nghĩa là một ngày hai lần đó. Mà tuy nhiên vẫn cho ăn ít hơn lượng bình thường. Để con chim của nó đừng quá to anh em. Chim làm giống là anh em đừng có để quá to, anh em đừng có tham chim to. Đặc biệt là đối với những anh em mà mua chim bồ câu gà Mỹ á, mình chia sẻ thêm qua một gà Mỹ. Anh em lựa những cặp chim giống á thì anh em lựa cái bộ khung của nó trước. Bộ khung đẹp, lông mượt,
đạt giống ok, không cần quá to. Thì quay trở lại chim bồ câu mình tách đi, mình không nên cho ăn nhiều. Rồi bắt đầu khi mà mình ghép cặp á, ghép cặp từ tháng thứ 3 trở đi là bắt đầu mình ghép cặp cho nó. Một cặp là chống mái đó, thì mình đã sẽ ghép cặp cho nó và nó sẽ chuẩn bị vào thời kỳ đẻ là ok. Cặp nào đánh nhau quá thì thả ra quần thể, sau đó lựa vào rất ok luôn. Từ tháng thứ 5 trở đi thì bắt đầu mình cho ăn chế độ đồng đều như những con khác. Khi mà mình đối với những cặp bò đẻ, tại vì khi mà nó bò đẻ thì nó cần độ dinh dưỡng cao hơn khi mà nó chưa chuẩn bị bò đẻ. Thì đó là những cái kỹ thuật cần biết đối với những anh em nào mà đang có ý định tách đàn, tách những cặp chim bồ câu con từ chim bố mẹ để làm giống, thì mình cần làm những cái gì. Thì đó là những cái cực kỳ quan trọng và cực kỳ cần thiết luôn. Có những cặp đây mình tách ra đây nha, mình tách ra là đang vào đẻ đây anh em này, mình tách ra là đang đẻ đấy. Đạt hiệu quả rất cao. Chim mình là ở trại là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt. Dòng này thì siêu đẻ, siêu thịt, siêu lợi nhuận, mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Bồ câu ta thì không bao giờ bằng bồ câu này được anh em ạ. Đang đẻ con nhưng mà vẫn nuôi chim bồ câu ra ràng bên dưới. Cặp chim rất là to anh em. Mình đã chia sẻ rất là nhiều những cái nội dung để anh em nuôi chim hiệu quả rồi. Thì hy vọng rằng là anh em xem video thì anh em cho mình một like cũng như là cho mình một subscribe đăng ký kênh giúp mình để có gì mình có động lực để làm những video tiếp theo cho anh em. Rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.